tục với một số tin nhắn đáng chú ý khác. Vào khoảng 21 giờ 30 phút tối qua, Công an tỉnh Hậu Giang đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời nhiều thanh niên có dấu hiệu tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên quốc lộ 1A. Theo đó, tại thời điểm trên, có khoảng 30 thanh niên tuổi từ 15 đến 20 điều khiển 25 xe mô tô phân khối lớn, tập trung di chuyển với tốc độ cao trên quốc lộ 1A, đoạn từ xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp về thị xã Ngã Bảy. Cơ quan công an đã triển khai lực lượng dây bắt, nhiều đối tượng dứt xe bỏ chạy nhưng không thoát. Làm việc tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận có tham gia đua xe, cổ vũ đua xe trái phép cũng như không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe. Ngoài ra, qua kiểm tra phương tiện còn phát hiện nhiều lỗi vi phạm và nhiều hung khí nguy hiểm.